Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay mùng 5 tháng 10 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là một số tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá lúa gạo được thu mua tại các vùng trọng điểm. Philippines dỡ bỏ trần giá gạo sau một tháng áp dụng. Trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 10, Tổng thống Marcos cho biết quyết định được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại và Công nghiệp đưa ra các chỉ số tích cực cho thấy tính hiệu quả của biện pháp trần giá được thực hiện để ngăn giá gạo tăng. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Marcos cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân cũng như những gia đình bị ảnh hưởng do giá lương thực tăng. Giá gạo tăng mạnh thời gian qua kéo theo lạm phát gia tăng ở Philippines, buộc chính phủ áp giá trần bán lẻ đối với mặt hàng gạo từ đầu tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, một số nông dân cho rằng họ chịu thiệt hại kinh tế vì chính sách này. Tổng thống Philippines cũng vừa phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 12,7 tỷ peso, tương đương 224 triệu đô la Mỹ cho nông dân trồng lúa nước này trong bối cảnh nông nghiệp gặp một số khó khăn. Chính phủ Philippines xác định khoảng 2,3 triệu nông dân trồng lúa quy mô nhỏ được thụ hưởng gói hỗ trợ tài chính. Theo đó, mỗi nông dân trồng lúa canh tác dưới 2 hecta sẽ được nhận hỗ trợ tài chính 5.000 peso, khoảng hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, chính phủ Philippines cũng hỗ trợ cho các thành viên của Hiệp hội Hợp tác xã, Hiệp hội Tưới tiêu và một số nhóm trang trại khác. Tổng thống Marcos tuyên bố, việc hỗ trợ tài chính sẽ giúp nông dân duy trì nguồn thu nhập, đương đầu với tình trạng chi phí sản xuất gia tăng, cũng như duy trì năng suất lúa gạo trước hiện tượng thời tiết El Nino. Đánh giá lý do tại sao Philippines tiếp tục nhập khẩu nhiều gạo của Việt Nam, The Fieldstar cho biết nguồn cung sản lượng gạo Việt Nam ổn định với các loại gạo trắng hạt dài, gạo thơm và gạo OM phù hợp với thị hiếu của người dân Philippines, trong khi vẫn giữ được giá thành tương đối thấp. Ngoài ra, khả năng giao hàng và chi phí giao hàng đáp ứng nhu cầu của Philippines do khoảng cách gần giữa hai quốc gia. Theo đánh giá của các cơ quan Philippines, gạo là một loại cây trồng mang tính chính trị cao ở Philippines và việc đảm bảo nguồn cung là rất quan trọng đối với chính phủ. Giá lúa gạo ngày 5 tháng 10 năm 2023 tăng giảm không đồng nhất. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm không đều. Giá lúa được điều chỉnh giảm, thương lái thu mua chậm, giá gạo ít biến động, thay đổi chủ yếu ở Cà Mau. Sáng nay, giá lúa ở Sóc Trăng biến động giảm. Trong đó, giá lúa ST24 tươi giảm tới 500 đồng trên kg, xuống mức 7.300 đồng trên kg. Giá đài thơm 8 tươi giảm 200 đồng trên kg, xuống mức 7.500 đồng trên kg. Giá lúa đài thơm 8 khô cũng giảm 200 đồng trên kg, xuống còn 8.500 đồng trên kg. Giá lúa OM5451 khô điều chỉnh tăng 100 đồng trên kg, lên mức 8.600 đồng trên kg. Lúa OM5451 tươi, 7.100 đồng trên kg. Lúa RVT tươi, 7.100 đồng trên kg. Lúa RVT khô, 7.800 đồng trên kg. Khảo sát giá lúa hôm nay ở Tiền Giang thu mua tại ruộng và vựa không thay đổi, mức thu mua neo trong khoảng 7.600 đến 8.000 đồng trên kg. Lúa IR50404 tươi, 7.600 đồng trên kg. Lúa IR50404 khô, 7.800 đồng trên kg. Lúa OC10 khô, 7.800 đồng trên kg. Lúa Jasmine vàng khô, 8.000 đồng trên kg. Tại khu vực An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang sáng ngày 5 tháng 10, giá các mặt hàng lúa giữ ổn định, trong khi đó, giá gạo tiếp đà tăng. Cụ thể, giá lúa tươi IR50404 dao động trong khoảng 7.800 đến 7.900 đồng trên kg. Lúa OM5451 dao động 7.700 đến 8.000 đồng trên kg. Lúa OM18 ở mức 8.000 đến 8.100 đồng trên kg. Đài thơm 8 tươi 7.800 đến 8.100 đồng trên kg. Nàng hoa chín giá 8.200 đến 8.400 đồng trên kg. Lúa Nhật ổn định 7.800 đến 8.000 đồng trên kg. Nàng nhen khô 15.000 đồng trên kg. Với lúa nếp, nếp An Giang khô ở mức 9.000 đến 9.200 đồng trên kg. Nếp Long An khô còn 9.100 đến 9.200 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm đồng loạt điều chỉnh tăng. Theo đó, hiện giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 12.100 đến 12.200 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. Gạo thành phẩm IR504 dao động quanh mức 14.100 đến 14.200 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. Trong khi giá gạo tăng, giá phụ phẩm hôm nay điều chỉnh trái chiều. Theo đó, hiện giá tấm IR504 duy trì ở mức 12.000 đến 12.100 đồng trên kg, còn giá cám khô tăng 50 đồng trên kg lên mức 6.800 đến 6.900 đồng trên kg.
Tại Tiền Giang, giá gạo lứt đỏ ở vựa gạo út giảm 200 đồng trên kg, xuống còn 22.600 đồng trên kg. Giá gạo nguyên liệu loại 2 tiếp tục tăng 100 đồng trên kg, lên mức 9.600 đồng trên kg. Gạo Utin, 14.000 đồng trên kg. Gạo 108 có giá 13.800 đồng trên kg. Gạo nguyên liệu loại 1,16800 đồng trên kg. Gạo xuất khẩu 5% tấm, 14.700 đồng trên kg. Gạo xuất khẩu 10% tấm, 14.300 đồng trên kg. Ghi nhận giá gạo ở Cà Mau hôm nay thay đổi khá mạnh. Trong đó, giá gạo OM576 tiếp tục tăng 1.000 đồng trên kg, đạt mức 16.000 đồng trên kg. Trong khi giá gạo ST24 giảm 1.000 đồng trên kg, xuống còn 27.000 đồng trên kg. Giá gạo OM18 giảm 1.500 đồng trên kg, xuống còn 17.000 đồng trên kg. Giá gạo ST25 giảm tới 2.000 đồng trên kg, xuống còn 29.000 đồng trên kg. Riêng đại lý bán gạo tại chợ Sóc Trăng không ghi nhận thay đổi, các giao dịch gạo điều chỉnh quanh mức 12.000 đến 20.000 đồng trên kg. Gạo thơm lài sữa, 19.000 đồng trên kg. Gạo Đài Loan cũ, 20.000 đồng trên kg. Gạo thường, 12.000 đồng trên kg. Tại An Giang, giá gạo tẻ thường ở mức 12.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo trắng thông dụng 16.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 23.000 đồng trên kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 20.000 đồng trên kg, gạo thơm jasmine 15.500 đến 17.000 đồng trên kg, gạo hương lài 19.500 đồng trên kg, gạo nàng hoa 19.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 16.000 đến 17.000 đồng trên kg, gạo sóc thái 18.500 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg, gạo Nhật 22.000 đồng trên kg. Ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, thị trường lúa thu đông tươi bình ổn, giá các loại đứng so với hôm qua. Với thị trường gạo, giá gạo có xu hướng tăng, nhà máy chào bán nhiều hơn. Giao dịch lai dai, riêng mặt hàng nếp giao dịch chậm, nhiều nhà máy ngưng chào bán, giá lúa nếp Long An không có biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 613 đô la Mỹ trên tấn. Giá gạo loại 25% tấm dao động quanh mức 598 đô la Mỹ trên tấn. Giá gạo xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao giúp người dân tiếp tục có vụ lúa thu đông trúng mùa, trúng giá. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, nông dân xuống giống trên 68.000 ha. Cơ cấu giống chủ yếu là các giống chất lượng cao như OM5451, OM18, Đài Thơm 8. Theo nông dân trồng lúa, giống lúa OM18, Đài Thơm có giá bán cao nhất từ 8.000 đến 8.500 đồng trên kg tùy địa phương, tùy thương lái thu mua. Các giống lúa Đài Thơm 8, OM5451, IR50404 có giá cũng khá cao so với các vụ thu đông trước, dao động từ 7.300 đến 7.800 đồng trên kg. Giá phân bón hôm nay mùng 5 tháng 10 năm 2023, phân DAP Hồng Hà tại Tây Nam Bộ tăng mạnh. Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay có xu hướng đi ngang tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Duy chỉ có phân DAP Hồng Hà tại Tây Nam Bộ có giá tăng mạnh lên mức cao nhất là 1.050.000 đến 1.090.000 đồng một bao. Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung. Ghi nhận hôm nay cho thấy, giá phân bón tại khu vực miền Trung không có thay đổi so với cùng thời điểm khảo sát vào ngày 2 tháng 10. Theo đó, giá phân ure Phú Mỹ và Ninh Bình lần lượt đi ngang tại mức tương ứng là 570.000 đến 620.000 đồng một bao và 560.000 đến 610.000 đồng một bao. Tương tự, phân NPK 20-20-15 loại đầu trâu vẫn duy trì mức giá ổn định là 990.000 đến 1.040.000 đồng một bao và loại song danh có giá là 980.000 đến 1 triệu đồng một bao. Song song đó, phân Kali bột Phú Mỹ và Hà Anh đang được bán ra với cùng mức giá là 640.000 đến 670.000 đồng một bao. Mức giá được áp dụng cho phân NPK 16-16-8 loại đầu trâu là 790.000 đến 820.000 đồng một bao, loại Phú Mỹ là 780.000 đến 810.000 đồng một bao và loại Lào Cai là 770.000 đến 790.000 đồng một bao. Đồng thời, giá phân lân Lâm Thao và Văn Điển hiện chưa có thay đổi mới, lần lượt ghi nhận ở mức 250.000 đến 280.000 đồng một bao và 280.000 đến 320.000 đồng một bao. Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ. Tương tự như tại khu vực miền Trung, giá phân bón tại khu vực miền Tây Nam Bộ nhìn chung vẫn ổn định vào sáng hôm nay, riêng giá phân DAP ghi nhận tăng mạnh. Cụ thể, phân DAP Hồng Hà có giá bán dao động từ 1.050.000 đồng một bao đến 1.090.000 đồng một bao, tăng từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng. Trong khi đó, phân DAP Đình Vũ vẫn duy trì giá ổn định trong khoảng 750.000 đến 790.000 đồng một bao. Đối với phân ure Cà Mau và Phú Mỹ,
giá bán giữ nguyên trong khoảng 570.000 đến 630.000 đồng một bao. Cùng lúc, phân kali miển Cà Mau và phân NPK 20-20-15 3 con cò có giá không đổi, tương ứng với mức 620.000 đến 650.000 đồng một bao và 890.000 đến 910.000 đồng một bao. Bên cạnh đó, phân NPK 16-16-8 loại Cà Mau và Phú Mỹ đang áp dụng mức giá chung là 670.000 đến 720.000 và loại Việt Nhật có giá cao hơn một chút là 680.000 đến 730.000 đồng một bao. Sau khoảng thời gian giảm mạnh, hiện giá các loại phân bón đã tăng trở lại, trong đó phân đạm tăng khoảng 3.000 đồng trên kg so với tuần trước, các loại khác như NPK, DAP tăng từ 1.000 đồng trên kg đến 2.000 đồng trên kg, tùy loại. Theo nhiều nông dân, nguyên nhân dẫn đến giá phân bón tăng là ăn theo giá lúa. Mặt khác, do thị trường phân bón trên thế giới đều tăng giá nên giá phân bón trong nước cũng tăng theo. Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh khá lo lắng khi giá phân bón tăng cao, trong khi đầu ra nông sản còn bấp bênh. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ cho biết, tôi đang trồng 1,2 hectare dưa hấu nên sử dụng phân bón khá nhiều. Tôi lo khi giá nhiều loại phân bón đang nhích lên, trong khi năm nay, giá bán dưa hấu lại bấp bênh, có lúc chỉ ở mức 5.000 đến 6.000 đồng trên kg. Vừa qua, tôi mua phân bón DAP với giá trên 1,3 triệu đồng một bao, còn NPK gần 1,2 triệu đồng một bao. Theo ông Hòa, để giảm chi phí phân bón, ông giảm lượng sử dụng phân bón hóa học và tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ. Tuy nhiên, khi chuyển sang các loại phân bón mới cũng như giảm lượng sử dụng, nguy cơ cây trồng bị giảm năng suất khá cao. Đối với nông dân trồng lúa, việc giá phân bón tăng đúng vào thời điểm đã thu hoạch xong vụ lúa hè thu 2023 nên chưa ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, sau khi lũ rút, nông dân bắt đầu sản xuất vụ lúa đông xuân 2023 đến 2024 thì đây sẽ là gánh nặng không nhỏ đối với nông dân, báo Long An Online đưa tin. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.